Ngoài điểm nóng quận Liên Chiểu thì những ngày qua, tình hình COVID-19 tại quận Sơn Trà cũng diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao. Các biện pháp nhằm kiểm soát các chuỗi lây nhiễm đang được quận Sơn Trà triển khai khẩn trương. Chỉ trong một ngày, chuỗi lây nhiễm trên đường Võ Trường Toản này đã ghi nhận đến hơn 20 ca mắc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại đây thì quận Sơn Trà đã có những cái biện pháp cần thiết. Trong đó thì ngoài biện pháp y tế, các cái biện pháp về hành chính sẽ được quận siết chặt để tránh chuỗi lây nhiễm này có thể lây lan rộng ra cộng đồng. Qua xét nghiệm sàng lọc, nhận định nguy cơ lớn tại khu vực đường Võ Trường Toản thuộc phường An Hải Bắc, nên quận Sơn Trà đã nhanh chóng thiết lập vùng cách ly y tế tại đây. Trong ngày 10 tháng 12, khu vực này có 23 trường hợp mắc COVID-19. Các biện pháp hành chính đang được thực hiện chặt chẽ, tránh chặt ngoài, lỏng trong, khiến dịch tiếp tục phát sinh ngay trong khu vực phong tỏa. Thì cái nguồn này nó xuất phát từ công ty thủy sản Thuận Phước. Thì cái việc này thì Ủy ban quận đã chỉ đạo cho Ủy ban nhân hai phường Nại Hiên Đông và Hải Bắc có liên quan. Vì cái con đường này phía Tây là phường Nại Hiên Đông và phía Đông là phường phải có trách nhiệm phân người trực chốt, quản lý nhân khẩu, quản lý số hộ trong khu vực này. Tổng rà soát là cái nhân khẩu trong khu vực này. Cái việc ý thức chấp hành cái việc đó. Những trường hợp nào không chấp hành thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc này. Ngoài ổ dịch tại đường Võ Trường Toản thì hiện tại phường An Hải Bắc còn có một số điểm nóng khác. Để kiểm soát dịch thì quận Sơn Trà quyết định nâng cấp độ dịch đối với phường An Hải Bắc từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 màu cam. Quận cũng đã họp và quán triệt các phường khác tăng cường kiểm soát dịch, xử lý kịp thời, hiệu quả các ổ dịch phát sinh, không để lây lan rộng. Dịch thì có nguy cơ coi như là phát triển lây lan rất mạnh. Tập trung ở các cái điểm phường Thọ Quang, An Hải Bắc và một số khu lân cận. Bên cạnh đó, khu công nghiệp An Đồn và khu dịch vụ thủy sản Thọ Quang cũng đã nổi lên một số công ty, đơn vị có F0 rất nhiều. Chính vì vậy thì cái việc này thì lãnh đạo Ủy ban nhân quận đã tập trung chỉ đạo cho Ủy ban nhân các phường, ban chỉ đạo các phường, các lực lượng nòng cốt của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cũng như là yêu cầu người dân phải có ý thức chấp hành thực hiện cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là 5K. Từ sau khi chuyển trạng thái bình thường mới, đến nay quận Sơn Trà ghi nhận 617 ca mắc COVID-19. Ngoài An Hải Bắc, thì tình hình dịch cũng phức tạp tại các phường Thọ Quang và Nại Hiên Đông. Toàn quận hiện có 129 điểm phong tỏa với hơn 7.000 dân trong khu vực.